Em thân xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hồng Thanh Nhật Bãi. Vâng, lời đầu tiên Hồng Thanh Âm kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, cũng như thường lệ thì hôm nay em Thanh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, mẫu đầu tiên của ngày hôm nay em Thanh gửi đến cô chú anh chị nhà mình đó là một thương hiệu Zojushi. Vâng, một thương hiệu Zojushi này thì nấu cơm rất là ngon nhé, cô chú anh chị nhà mình. Thành vách thì cái này nó không có chảy xước này, rất là đẹp này, vuông thành sắc cạnh này, không hề có bị chảy xước bỡ. Và cái dòng mà nhựa ở bên ngoài đấy, thành vách nó làm bằng nhựa thì nó sẽ không bị móp méo nhé, cô chú anh chị nhà mình nhé. Cái này thuộc dòng cao tần 1 lít này, đấy, đời 2018, đời rất là cao nhé. Ở trong này, lòng trong của nắp nhé, lòng trong của nồi đấy, nắp thì đang còn mới kinh keng này, nắp rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ, nắp vô cùng là mới nhé. Gioăng thì cũng rất là đẹp này, gioăng đang còn dày này đấy, gioăng rất là xanh và dày nhé, đó cả nhà mình thấy này, gioăng rất là đẹp luôn. Và riêng lòng nồi đấy thì lòng nồi sáng bóng luôn nhé cả nhà mình đấy. Em sẽ quay gần thì như thế này thì cả nhà mình thấy này, độ sáng bóng này, bóng này, nhẵn phín luôn, không có một cái dấu hiệu gọi như là chảy xước lông chó lông mèo hay là bong chóc gì nhá. Bên ngoài thành vách cũng thế nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Cái này thì còn đẹp xuất sắc luôn nhé cả nhà mình. Vâng, cái dòng này nấu cơm nó rất là ngon cơm cả nhà mình ạ. Cái này thì là D1, bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng. Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ hai của ngày hôm nay. Mã thứ hai của ngày hôm nay thì nó là thương hiệu Hitachi. Và ngày hôm nay thì em Thinh sẽ đưa lên những mẫu nồi từ thấp đến cao. Số tiền thì từ cái rẻ nhất cho đến cái trung bình và cái cao của ngày hôm nay nhá, cô chú anh chị nhà mình. Thương hiệu Hitachi này, cái này thì thành vách của nó cũng rất là đẹp này. Cái này thì thành của nó là bằng sắt nhé, đấy, bằng tôn. Và bề mặt đường trên này, bề mặt đường trên này rất là đẹp. Cái này thì cũng thế nhé, vuông thành sắc cạnh, không có chảy xước, không có móp méo. Độ mới, độ sáng bóng thì còn tới 95% độ mới nhé. Cái này cao tần 1 lít này, đời 2015 nhé cô chú anh chị nhà mình. Bây giờ em sẽ mở vào lòng trong này. Lòng trong thì gioăng này, gioăng rất là dày. Và gioăng nó kèm theo luôn vào nắp như thế này nhé cô chú anh chị nhà mình. Đấy, em sẽ mở luôn ra để nhà mình dễ dàng nhìn thấy này. Đấy, bề mặt ở trên này. Đó, gioăng của cái này thì nó có hơi ngã màu một chút nhé. Đấy, nó có hơi ngã màu một chút. Thế nhưng mà cái ngã màu đó thì nó cũng không ảnh hưởng đâu. Khi mà mình nấu cơm thì chất lượng cơm vẫn rất là ngon nhé cả nhà mình. Và riêng cái nồi này đấy thì nó có một chút lỗi, tức là ở trong cái đáy nồi của nó đấy, cả nhà mình thấy nó có lấm chấm này, lấm chấm như là hạt cám này. Đấy, nó rất là nhỏ thôi, nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu cơm đâu nhá. Đấy, nó cũng vẫn cơm ngon này. Và riêng cái này thì thành vách của nó này có cái quai để xách chống nóng nhá, để chống nóng này. Đấy, thành vách bên ngoài thì chưa có dấu hiệu gì nhé, rất là đẹp. Nói chung là cái nồi này thì cũng đang còn đẹp nhé cả nhà mình, nấu cơm thì cũng vẫn rất là ngon cơm này. Cái này là thương hiệu Hitachi nhé, cao tần 1 lít đời 15. Cái này thì bên em đang bán với giá là 800.000 đồng. Vâng, chỉ có 800.000 đồng thôi là bác sẽ sở hữu một dòng nồi Nhật. Đấy, tuy là cái này nó có một chút lấm chấm nhỏ ở trong lòng nồi, thế nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng đâu các bác ạ. Vâng, các bác mua về sử dụng nấu cơm thì cơm vẫn rất là ngon nhé. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ 3 của ngày hôm nay. Mã thứ 3 của ngày hôm nay thì là một em thin Nga trắng nhé. Một em thin Nga trắng rất là đẹp này, thương hiệu Toshiba này, là một dòng quen thuộc của người Nhật nhé cô chú anh chị nhà mình. Đây, đấy, thin Nga rất là đẹp luôn, không có chảy xước, không có móp méo nhá. Thành vách bằng nhựa, bề mặt đường trên đây rất là đẹp này, vuông thành sắc cạnh. Và riêng cái dòng nồi của Nhật đấy thì nó đều sử dụng là điện 100 và 110 nhá cô chú anh chị nhà mình. Đấy, trước khi mà cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi buổi video ngày hôm nay mà chốt nồi ở bên em thì cô chú anh chị nhà mình xem là nhà mình đã có cái cục bỡ nguồn chưa. Nếu mà nhà mình chưa có cái cục bỡ nguồn thì mình mua luôn một cái cục bỡ nguồn ở bên em
đấy, để mình kèm theo với lại nồi thì độ bền của nó sẽ được cao hơn, và thứ hai nữa là mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm hơn nhé cả nhà mình. Và tránh cái trường hợp là khi mà mình mua nồi mình cứ bảo là có cục đổi nguồn rồi, và sau khi đem về thì các bác lại cắm nhầm vào điện 220, vừa là mất tiền mất của lại mất công nhé các bác nhé. Đấy, cái này thì em sẽ đọc qua những cái mà gắn về chức năng ở đây cho cô chú anh chị nhà mình theo dõi này. Đầu tiên nó là hủy này, và sau là ủ ấm này, chế độ nấu này, nấu cơm ngon này, nấu cơm nhanh này, và giờ này, chọn gạo lứt này, nấu cháo này, phút này, hẹn giờ này, và nấu này. Đó, những chức năng ở bên này thì bên em đều đã gắn bằng tiếng Việt rồi. Sau khi mà bác mua về thì chỉ cần cắm dây điện vào là sử dụng được thôi. Và những cái tính năng an toàn thì bên em đều đã test rồi. Chẳng hạn như là đã test cơm, và cơm chín rất là ngon rồi. Sau khi mà cô chú anh chị nhà mình ưng mua thì bên em lại test lại một lần nữa với gửi đi nhé. Đấy, cho nên là trước khi mà nhà mình mua nồi ở bên em thì cứ yên tâm về cái phần đó. Vâng, ở trong cái doang nồi này, cô chú anh chị nhà mình thấy cái doang nồi này mới tinh tình tình luôn, mới như một cái nồi mới luôn nhá, rất là đẹp này. Đấy, độ đàn hồi cực kỳ là đẹp này, và dày này. Đó, cái này còn mới lắm luôn nhá cả nhà mình. Em sẽ mở nắp ra để cả nhà mình thấy này, nắp trên này không có một cái dấu hiệu gì hết, cái này đang còn mới kinh keng luôn, mới giống như một cái nồi mới, nói chỉ qua sử dụng thôi nhá cô chú anh chị nhà mình. Cái này chất lắm luôn nhá, đẹp lắm luôn. Lòng này, lòng không có một cái vết chảy xước gì này, nó nhẵn phín luôn ở trong nhá, mà cái này thì lại cực kỳ dày luôn, bên ngoài cũng thế nhá, bên ngoài rất là đẹp này. Đó, cô chú anh chị nhà mình mà ưng cái này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 nhé. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho cô chú anh chị nhà mình là 1 tháng nhé. Đó, cái này thì D3 này, bên em đang bán với giá là 1.300.000 đồng. Vâng, chỉ 1.300.000 đồng thôi là các bác sẽ sở hữu một em Thiên Nga Toshiba rất là đẹp nhé. Đó, độ mới, độ sáng bóng thì còn tới 95-97% này. Và bây giờ thì em được xin phép sang cái mã thứ tư của ngày hôm nay. Mã thứ tư của ngày hôm nay là một em Tiger. Một em Tiger cũng không kém phần long trọng, tức là độ mới này, giống như một chiếc nồi mới luôn này. Đấy, không có một cái dấu hiệu gì gọi như là bong chóc nhá. Bề mặt đằng trên này, sáng bóng này, độ sắc nét này, cực kỳ đẹp luôn. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Cao tần 1 lít đời 21 nhá, đời lại rất là cao luôn. Đấy, cái này trong lòng này, nắp đấy, rất là đẹp nhá, độ mới, độ sáng bóng của nắp này. Đấy, cô chú anh chị nhà mình thấy này, nó chỉ kém phần nồi mới, tức là đã qua sử dụng thôi nhá. Còn lòng nồi thì không thể chê vào đâu được, lòng nồi cực đẹp luôn, vô cùng là đẹp này, vô cùng là sắc nét luôn cả nhà mình ạ. Thành vách thì nó có quai chống nóng này, ui giời, cái này thì cực đẹp luôn, cực chất luôn này. Đó, rất là đẹp nhá, cái này đẹp lắm cô chú anh chị nhà mình ạ. Vâng, một em Tiger đời 21 nhá, D6 này, D4 bên em đang bán với giá là 2.400.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã cuối cùng của ngày hôm nay. Mã cuối cùng của ngày hôm nay thì nó là thương hiệu Mitsubishi. Mitsubishi cao tần 1 lít đời 14 nhá. Cái này thành vách cũng không có chảy xước nhá, không có chảy xước, không có móp méo. Đó, cũng rất là đẹp này. Ở trên thì nắp nồi này, nắp và răng đấy, nắp đang còn đẹp nhá, đang còn mới này, nắp đang còn mới này, răng này, răng cũng đẹp này, răng cũng đẹp nhá cả nhà mình. Răng này chưa có dấu hiệu ngã vàng gì hết nhá, sự đàn hồi này rất là dày luôn. Cái này răng cũng đang đẹp này. Khi mà mình mua nồi đấy thì quan trọng nhất là cái phần răng nồi và cái lòng nồi đấy. Nếu mà lòng nồi đẹp, răng nồi đẹp thì cơm chắc chắn là sẽ ngon, không có cái điều gì gọi như là tránh khỏi được cái sự nấu cơm ngon nhé cả nhà mình. Cái này thì nó có đôi ba chấm rất là nhỏ thôi nhé, giống như là cái đầu tăm thôi đấy, nó có chóc đấy nhưng mà nó chỉ bằng cái đầu tăm thôi đấy, nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu cơm nhé cả nhà. Bên ngoài thì này cả nhà mình thấy đấy, rất là đẹp.
Nói chung là cái này thì mình sử dụng lấy 10 năm nữa, nó hỏng là mình thay cái khác là vừa. Vâng, mà giá thành thì chỉ có 870.000 đồng thôi cả nhà mình nhé. Đó, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Vâng, hôm nay thì em Tinh chỉ lên 5 mẫu thôi để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi. Và theo dõi trong cái buổi báo giá ngày hôm nay. Trong 5 mẫu này mà cô chú anh chị nhà mình chưa tìm được cái mẫu ưng ý cũng như là cái thương hiệu mình lựa chọn, thì cô chú anh chị nhà mình liên hệ vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến cô chú anh chị nhà mình những cái mẫu nồi thật là đẹp, thật là ưng ý. Đấy, cái thương hiệu của mình ưng. Vâng, đến đây thì em Tinh xin được tạm dừng video. Bác nào mà đang vào xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.